giai điệu chữa lành, Bảo Anh bắt tay cùng Kai Đinh, hứa hẹn lụy tim với chuỗi ballad trong EP không biết nên vui hay buồn. Mới đây, Bảo Anh đã chính thức công bố về EP không biết nên vui hay buồn, tập hợp 4 ca khúc ballad viết về tình yêu. Tất cả những ca khúc mới của Bảo Anh được sáng tác bởi nhạc sĩ Kai Đinh, lập tức gây tò mò khi giới thiệu tracklist với các tựa đề không biết nên vui hay buồn, Phít táo, cô ấy của anh ấy, 20-25-30 phút, Favorite Liar, EP không biết nên vui hay buồn thuộc thể loại ballad. Trong EP không biết nên vui hay buồn, Bảo Anh kết hợp cùng nhạc sĩ Kai Đinh, người làm nên loạt hit V-pop như Có Em Chờ, Để Tôi Ôm Em bằng giai điệu này. Điều buồn nhất, producer của EP là TDK, nhà sản xuất đảm nhận nhiều dự án chất lượng như album Dre Amy, AME, Người Ta Có Thương Mình Đâu và Sáng Mắt Chưa Chúc Nhân. Đồng thời, F còn đánh dấu lần thứ hai hợp tác giữa Bảo Anh và Táo sau Từng Là Của Nhau. Táo được biết đến với nhiều bản rap có nội dung độc đáo, đậm chất tự sự và lối rap riêng biệt. Theo Bảo Anh, trong EP không biết nên vui hay buồn, cô là người truyền tải những góc nhìn về tình yêu của Kai Đinh đến khán giả. Đôi khi, nghệ sĩ hát lên những suy nghĩ, tâm tư của chính mình, nhưng cũng có lúc họ chỉ truyền tải suy nghĩ, tâm tư của người khác. Là một người nhạy cảm, tôi nghĩ mình cũng cảm nhận được những câu chuyện của người khác qua âm nhạc.